Những trận đánh bên ngã ba chùa cốc Tác giả Đào Văn Đàm Giọng đọc Hải Yến Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1977, trung đoàn 209 giữa đêm lại đột ngột nhận lệnh khẩn trương cơ động lên biên giới. Khi Pol Pot một lần nữa xua quân đánh chiếm biên giới Tây Ninh. Nhưng không như lần trước. Lần này chúng tôi không quay lại bến cầu, Long Giang, Long Chữ nữa. Mà bí mật chuyển quân sang hướng bến sỏi Châu Thành. Cũng như mọi lần, đoàn chuẩn bị chiến trường gồm trinh sát tham mưu tác chiến lại đi trước chuẩn bị. Khi tới Châu Thành, cả đoàn xuống xe quốc bộ rồi vượt sông Vàm Cỏ Đông. Để tránh DKB và pháo, đoàn không đi bằng đường chính qua phà bến sỏi. Lần này chúng tôi đi bằng lối tắt rất nhanh và thuận tiện. Để qua sông, nhờ sự giúp đỡ tận tình của du kích địa phương dẫn đường. Đường hành quân có lúc quanh co qua những xóm ấp tuy nghèo nhưng rất đẹp và lạ của miền đất phương nam trong mắt tôi những miền quê mình đã từng in dấu chân qua cùng đồng đội thì nơi nào cũng đẹp nhưng càng đẹp hơn khi sớm nay một lần nữa lại ra biên giới đánh pol và rồi bỗng chốc thấy lòng như yêu quý mến thương hơn những vùng quê thôn dã này có lẽ trên đất mẹ việt nam mọi miền quê trên đất nước dù nằm ở nơi đâu lúc này tất cả đều rất đẹp nét quê hương hồn non nước việt như phảng phất ôm ấp nâng bước chân những người chiến sĩ và mỗi bước đi trên những con đường xóm ấp khi thấy giống y chang quê nhà bỗng dưng nó như thầm thì gợi nhớ khiến tôi đứa con xa quê đã lâu không khỏi chạnh lòng bồi hồi nhớ về xứ Bắc. Cuối năm rồi, bây giờ đã hết heo may chưa? Gió Bắc có lẽ cũng đang hồi xít xoa, lạnh lắm. Và hình ảnh quê mẹ thân thương, xe sẽ hiện về, bồng bềnh như áng mây, trôi với bao nỗi nhớ. Nhớ chiếc khăn van với hương người gửi tặng. Nhớ mẹ áo nâu chân đất, bên đường quê vẫy nón tiễn con buổi sáng hôm nào ba năm rồi quê nhà ơi nhanh quá một thoáng ủy mị nhớ nhung đã len lỏi lòng tôi lúc này trên con đường ra phía trước chúng tôi luồn lách theo chân người du kích qua những cánh đồng xóm ấp trù phú xanh ngắt một màu khi trời đã sáng có những tiếng gà dâm gian vui lạ, rồi những bà má đầu quấn khăn giòn, bòm bẻm nhai trầu, ngạc nhiên khi thấy có đoàn bộ đội lỉnh kỉnh súng đạn qua ấp mình khi trời vừa sáng. Chào ôi, một không khí thật bình yên dễ chịu. Qua hết một cánh đồng khá rộng, rồi bỗng thấy không gian tự nhiên mát mẻ hơn. Thì ra, sau dặn cây rậm rạp là con sông vàm cỏ đông, nước sông xanh biếc bất ngờ bên bờ sông biên giới tôi gặp lại anh thuận lâu lắm rồi mới được gặp lại anh anh với tôi vốn là chỗ thân quen với nhau anh là thủ trưởng cũ của tôi khi mới vào nam ở long thành biên hòa lúc đó anh là đại đội trưởng anh thuận người hà nội nhà ở tiểu khu giảng võ khu ba đình trước khi nhập ngũ anh làm việc ở nhà máy chung quy mô hà nội trong ban chỉ huy đại đội còn có anh Vi Văn Thảo, chuẩn úy rất trẻ, người ở Lê Lợi, Chí Linh, Hải Hưng là chính trị viên. Phục đen thì làm chân liên lạc. Chính anh Thuận trước khi đưa bọn tôi bổ sung về 209 đã bảo tôi: "Em muốn về vệ binh hay về ban chính trị hoặc đại đội 21 trinh sát thì tùy cho em chọn." Nhưng trẻ người non dạ rồi vui đồng hương đồng khói chưa biết sâu xa gì cho tương lai của mình tôi ghi tên về trinh sát anh thuận giờ ở ban tác chiến trung đoàn gặp lại anh vui quá anh gốc người hà nội cái chất lịch sự hào hoa trong anh dù đã qua năm sáu năm chinh chiến sốt rét đạn bom với bao gian khổ trên đất miền đông nhưng hình như nó vẫn chẳng hề mai một nhớ khi ấy nhà chủ nơi đại đội bộ đóng quân có chị gấm con ông chủ nhà rất mến anh trai Hà Nội này cứ quấn quýt chăm sóc anh Thuận như là phu quân thật của mình. Còn mỗi khi chị gấm nhìn anh thì tôi thấy đôi mắt chị ấy cứ là lúng la lúng liếng, tưởng chừng nhà cửa cũng muốn liêu siêu mà chẳng thấy anh Thuận sao xuyến gì cả. Hay là anh ấy đánh lạc hướng cái bọn ngố tàu chúng tôi nhỉ? Có thể vì chính sách dân vận và vì anh là sếp nên buộc anh phải gương mẫu chăng? Còn giờ đây anh là tác chiến trung đoàn có nhiệm vụ đón chúng tôi về vị trí bằng thuyền máy trên xuồng qua sông anh quán triệt luôn. Mình đi nhanh gọn, giữ bí mật và đề phòng DKB hay pháo của bọn Pốt nó phóng sang. Bọn nó hay bắn lung tung lắm đấy. Cả đoàn lên thuyền, nước sông vàm cỏ đông buổi sáng sớm mát lạnh và xanh ngắt đôi bờ là những dạng cây bình bát xanh tốt lòa xòa vươn ra mặt sông. Sông rộng, làn gió sớm mơn man ra thịt, lao sao con sóng nhỏ, vỗ nhẹ mạn thuyền. Ôi chào, phút giây êm ả trong đời thằng lính ngày mai chưa biết thế nào, nhưng lúc này dễ chịu quá. Điều khiển chiếc thuyền máy này là một cựu nữ du kích địa phương, chị Trạc 35 tuổi, với bộ bà ba đen mũ tay bèo trông thật hiên ngang và bắt mắt giữa cảnh sông nước đỏ xuôi đưa người ra trận khiến tôi bật hứng đưa người ta không đưa qua sông mà sao như sóng ở trong lòng tôi vẫn chưa bỏ được cái tật mà có thể gọi là dở dở hâm hâm về cảm xúc ở ở đây mình đang qua sông mà là con sông rất đẹp vàm cỏ đông một dòng sông đã đi vào thơ ca nhạc họa nhưng mà trong lòng tôi lúc này chỉ có nỗi nhớ mẹ nhớ quê đang lăn tăn gợn sóng thôi thuyền không cặp bờ đối diện mà chạy cặp theo những cây bình bát mọc bên sông rồi hướng về phía những cánh rừng rồi cả đoàn lên bờ chị du kích chúc chúng tôi lên đường may mắn lại vòng vo trong rừng cuối cùng cả đoàn đã tới nơi cần đến ở đây đã có mấy anh trinh sát pháo của sư chín và thông tin đang ở chỗ này rất gần bọn lính pot nó đang ở bên kia cánh rừng rồi thi thoảng đã có những tràng đạn vu vơ phía ấy bắn ra trần ướt chân giáo đến nơi đã nhận luôn được lời cảnh báo của ông thông tin sư chín trinh sát bốt nó mò vào đây luôn đấy. Các ông gác sách cẩn thận vào. Với vẻ mặt lạnh tanh của kẻ bề trên, không biết lão này dọa mình hay là nói cho nó oách nhỉ? Nhưng mà thấy bộ dạng của cái lão đáng ghét, lính tráng với nhau, cho nó tình cảm một tí có hay hơn không? Chứ còn địch nó mò vào hay không là chuyện bình thường của lính, chúng tôi đâu có bao giờ khinh suất. Nhưng cũng ngay lúc đó có lệnh chuẩn bị để tối nay đi nắm địch, và rồi cũng như mọi lần, tốt chúng tôi nhanh chóng vào cuộc luôn. Thế rồi, qua 5-6 ngày, nắm chắc tình hình tụi post trong rừng, cùng với sư đoàn 9 và lực lượng vũ trang quân khu 7, trung đoàn đã nhanh chóng tổ chức phản công. Đánh bật toàn bộ bọn lính post ra khỏi khu vực chúng nó đã ăn cướp còn đứa nào sống sót, vội vàng kéo nhau chạy thục mạng về bên kia biên giới. Tốt trinh sát của trung đoàn đi tăng cường cho tiểu đoàn 7, gồm tôi, Sơn Đen, Phục, được lệnh tiếp tục đi với tiểu đoàn 7. Cùng đi với chúng tôi, cánh trinh sát tiểu đoàn 7 có Hỗ, Hiển, Hùng, Tấn chép luôn phải bám giết lấy anh Cưu, tiểu đoàn trưởng. Anh này trông thì thư thả vậy, nhưng nhanh lắm, mà khi cần gọi, lại không có trinh sát là lôi thôi với anh ấy. Nên dù có chạy đằng trước, khi thì đi sau, nhưng không khi nào mà lại không có một hai trinh sát ở bên cạnh. Chúng tôi tràn ra liên tỉnh Lộ 13, một con đường đất đỏ xuất phát từ Tây Ninh, chạy qua bến phà sỏi thông sang Campuchia. Lúc này tiếng súng trong rừng hầu như đã yên lặng, thi thoảng mới có những chàng AK nhỏ lẻ. Chắc là của bộ phận ở lại lùng sục truy quét bọn tàn quân post, không kịp chạy, còn mắc lại trong rừng. Bến sỏi rừng Hòa Hội vốn nằm trong chiến khu Dương Minh Châu của ta từ kháng chiến chống Pháp tới đánh Mỹ nhờ địa hình khá hiểm trở của những dải rừng giữa đồng bằng lại sát biên giới và con sông Vàm Cỏ Đông cứ theo những dải rừng này sẽ ngược lên sa mát thiện ngôn nối tiếp với những vùng căn cứ lớn cũ của ta thời chống mỹ rất lợi thế cho công và thủ có thể tiến về tây ninh sài gòn khi thuận lợi và cũng có thể cố thủ trong rừng hoặc rút sang bên ca khi bất lợi chính vì vậy mà khu vực này luôn là đầu mối của những đợt lấn chiếm đầy tội ác và toan tính ngông cuồng ảo tưởng của tụi khơ me đỏ nó luôn cố ý nhắm vào khu vực có thế lợi này tạo bàn đạp để hướng về mục tiêu là thị xã Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. D7 cùng với các bộ phận phối thuộc ra tới nơi thì ở đây đã thấy lính D8 đang đứng ngồi giải dọc theo hai mép đường. Phía trên là 6 7 chiếc T54 cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên tháp pháo với những chiếc cần anten ngất ngưởng Khí thế quá hùng dũng trả bù cho lúc lạnh lưng hở sườn chỉ có hai ba thằng một hầm thưa thớt ỉu xìu khi nằm chốt giá mà lúc nào quân ta cũng được như thế này nhỉ bầu trời bến sỏi lúc này như đang muốn rung lên bởi tiếng động cơ của các loại máy bay trực thăng vũ trang và tiêm kích đi hộ tống những người anh em không quân nhân dân Việt Nam mình đây, họ đang quần đảo truy kích đám lính bốt dưới kia sau khi bị cánh bộ binh của ta đánh bật khỏi những cánh rừng. Lính bốt đang co giò tháo chạy thục mạng trên cánh đồng chống hơ chống hoác để chuồn về quê mẹ nó. Cái lũ thổ phỉ này bây giờ thật là những miếng mồi di động dưới cánh bay của những tay xạ thổ trên Mi 6 Liên Xô lẫn UH-1A chiến lợi phẩm họ đang tung hoành trên bầu trời, dễ có đến 4 năm tốp trực thăng vũ trang, mỗi tốp 3 chiếc, một chiếc thì như treo trên cao để quan sát chỉ huy, còn hai chiếc bên dưới quần đảo liên tục phóng hỏa tiễn, cối và quét từng tràng xuống máy xuống đầu lũ bốt đang tháo thân giữa hai làn đạn trên trời và dưới đất. Ra đến đây, chúng tôi mới hay trung đoàn tiếp tục cùng các đơn vị bạn trong đợt phản kích này đã được phép truy kích thật sâu sang ca để cảnh cáo và hỗ trợ lực lượng yêu nước nổi dậy chứ không để cho nó cứ trờn vờn thò thụt đâm ngang sườn mình cày lắm đã có biết bao nước mắt rơi bao nhiêu máu của đồng bào mình và chiến sĩ ta đã chảy rồi Tiểu đoàn 9 được lệnh ở lại truy quét bọn tàn quân còn sót lại trong rừng. Còn tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 có tăng thiết giáp của Lữ 22 tăng cường là mũi chủ công, tấn công chính diện theo liên tỉnh lộ 13 sang ngã tư nhà thương, rồi rẽ trái thọc sâu đánh chiếm ngã ba chùa cốc. Sau đó củng cố tiếp tục thọc sâu, tiến lên chóp và chốt lại. Ngã ba chóp là nơi giao cắt với đường 24, con đường dẫn đến thị xã Sveiring, đồng thời với Trung đoàn 209 là các đơn vị của Sư đoàn 9 cũng đang tấn công song song hai bên tỉnh lộ 13, đánh chiếm khu đường cụt bên phải và chùa Bạch Bột bên trái ngã tư nhà thương. Nhưng hình như nó cũng phán đoán được ý định tiến công của ta, nên trên đường 13 bọn Pốt giải mình chống tăng và chống bộ binh dày đặc bốn trong sáu chiếc tăng đi đầu đã bị chúng mình nằm trình hình giữa đường. Mũi tiến công cơ giới của 209 buộc phải dừng lại chờ công binh già phá gỡ mìn và tăng thiết giáp khôi phục lại xe pháo. Trong khi hai cánh quân của sư 9 vẫn tiếp tục truy kích bọn post đang tháo chạy về phía đường cụt và chùa Bạch Bột. Được sự chi viện đắc lực của không quân và pháo, trong khi 209 tạm thời phải dừng lại thì họ vẫn chớp thời cơ, nhanh chóng tiến về phía mục tiêu. Giữa lúc tiếng súng đạn, tiếng máy bay vẫn rầm rầm phía trước, tôi thấy có một cán bộ dáng người đậm săn chắc khá đẹp và có phần oai vệ trong bộ quân phục Tô Châu màu còn xanh. Tay áo sắn quá khử tay, khuôn mặt nhà binh dám nắng dưới vành mũ cối thả quai cẩn thận khẩu súng nhỏ gọn gẽ bên hông, rất com lê với dáng vẻ chiến trường. Đang dảo bước, ghé chỗ nọ chỗ kia, chỉ trò đôn đốc công binh và lính thiết gỡ mìn khắc phục xe pháo để tiếp tục xuất kích. Trung đoàn phó Trần Cường Chắc 209 là mũi chính diện mà lại bị bốt ngáng mũi giữ chân giữa đường vì mìn. Sợ không kịp thời gian theo hiệp đồng nên xếp phải xuống đây đốc chiến trung đoàn phó họ trần này luôn là điểm nhấn có sức hút giữa ba quân về tác phong cũng như cái khẩu khí nhà binh của mình đánh nhau thì đánh nhau trung đoàn phó phong độ lúc nào cũng đàng hoàng quân phục chỉnh chu luôn như mới lúc này xếp cường thuộc loại hàng cán bộ cấp trung đoàn tiềm năng đầy hứa hẹn của quân đội thực ra người ta bảo xếp cường là trẻ nhưng không phải vậy có lẽ một phần do con người ông quá trẻ với cái tuổi thực của mình mà thôi. Ông giữ trọng trách ở một trung đoàn chủ lực nổi tiếng trong trận mạc, có bề dày truyền thống anh hùng như 209, nơi có rất nhiều cán bộ giỏi, lính hay, nơi có thể nói là cách lò rèn luyện để sản sinh ra tướng lĩnh. Chỉ mới từ trong chống Mỹ, con số chắc chắn chưa đầy đủ, vậy mà từ trung đoàn 209 sau này đã có tới 5 người mang hàm tướng nên không phải chuyện đơn giản. Khẩu khí của sếp thì cũng có lúc xuân hạ thất thường. Đâu đó những cử chỉ và lời nói trong thực thi nhiệm vụ cũng như đời thường làm lính trong trung đoàn một số anh em sở sợ, sợ. Mặc dù có lúc ông mình mình tớ tớ tao mày rất lính tráng với bọn tôi. Nhưng nghĩ cho cùng, lính với quan theo quan điểm tướng số thế là hợp cách. Nên bản thân tôi và nhiều anh em lại thấy thú vị với một người thủ trưởng của mình như vậy tôi nghĩ con người ta vốn nhân vô thập toàn việc nhà binh nó phải thế cũng như cái khẩu lệnh quân sự nó phải ngắn gọn mạnh mẽ dứt khoát còn mình chỉ là cái thằng đầu trần chân đất nhiệm vụ cứ ổn ổn là được ngoài ra chả có gì phải sợ còn một khi bị trái kèo hãng hay chúng tôi cũng đã nghe nhiều câu chuyện về sếp qua thì thầm khi vui của lính trung đoàn chẳng hạn như ông nói tớ sẽ vượt anh bằng bố ông vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp có ông bố đã từng là tham mưu trưởng của một sân bay quân sự ông anh trai cũng là sĩ quan cấp tá bản thân ông cũng đã giữ chức e phó từ lâu rồi từ khi còn ở trung đoàn 271 kia. Còn những thằng trinh sát như chúng tôi, kể cả những bậc đàn anh đi trước chúng tôi, chưa bao giờ gặp một trường hợp nóng lạnh thất thường nào của sếp. Cũng có thể, chúng tôi là dân trinh sát, vốn là chân tay tai mắt của các sếp chăng. Thì ngoài cái việc tròn vai hoàn thành nhiệm vụ ra, chả có việc gì phải sợ cả. Có điều nể và ngại sếp thì có mà cũng lắm khi do đặc thù nhiệm vụ của nghề trinh sát nên vận mạng của trinh sát bọn tôi và của cả các chỉ huy nhiều khi còn gắn liền với nhau là đằng khác nên dường như các sếp cũng biết điều đó mà nó khác biệt được ưu ái tí chăng cũng nhiều lúc sếp lại rất vui cũng cực kỳ lính tráng rất con người và thoải mái nhân chuyện sếp cường và mối quan hệ giữa thủ trưởng với lính tôi xin kể một câu chuyện chuyện này do anh nhân nguyên là đại đội trưởng trinh sát của tôi là người có mặt trong đoàn tiền trạm lần này sau anh là trưởng ban dân vận của trung đoàn và anh mão một trung đội trưởng các anh đều quê thuốc lào vĩnh bảo hải phòng anh mão sau này đã hy sinh các anh đã kể lại cho bọn tôi nghe câu chuyện này, nếu như loại bỏ những yếu tố khác, chỉ nói đến tình cảm cán binh thì thực cũng là một điều đáng suy ngẫm về quan hệ cấp trên với cấp dưới, giữa những người lính luôn gần gũi hàng ngày hàng giờ với cấp trên của mình, nhất là trong tình trạng chiến tranh, vận mạng của cấp trên và dưới thường như hình với bóng. Vào đầu năm 1975, khi trung đoàn mở hướng tấn công trên lộ 20, đoạn Túc Trưng, La Ngà, Định Quán. Đoàn trinh sát hỗn hợp gồm cán bộ trung đoàn tham mưu tác chiến, các đại đội trực thuộc. Khi đang ém mình ngoài cứ điểm địch để trinh sát thì bất ngờ có anh công vụ của thủ trưởng trung đoàn tách ra khỏi đoàn cứ xăm xăm đi vào trong bốt. Bố Vinh Già, đại đội trưởng 21 của tôi gọi với lên quay lại quay lại ngay mày vào đấy làm gì chết giờ anh lính này vừa đi vừa ngoái đầu lại nói như muốn tạ tội với mọi người các thủ trưởng về đi em không về đâu chết mẹ rồi tới lúc này mọi người mới hiểu chuyện mới tá hỏa thằng này nó chiêu hồi rồi thế là cha con kéo nhau chạy ra khỏi khu vực đang trinh sát vì sợ sau khi đã lọt vào đồn tên chiêu hồi chỉ chỗ cho pháo cối trong đồn và lân cận chụp xuống thì nguy to. Nhưng sau khi đoàn trinh sát thoát ra khỏi nơi bị lộ đó, vẫn không thấy pháo cối và súng trong cứ điểm bắn ra. Kế hoạch tấn công có phần bị đảo lộn và thay đổi một chút. Khi về cứ, trong tư trang của người công vụ đã lạc đường này có một lá thư để lại. Đại ý nội dung của nó là những dòng tạ tội và những lời cảm ơn người thủ trưởng đã coi anh ta như ruột thịt nhưng mà lại đành rứt áo ra đi. Anh ta gốc gác là một người có đạo quê ngoài Bắc, có bà con đã di cư vào vùng này năm 1954. Còn không hiểu cái ý định và móc nối của con người này có từ bao giờ thì không ai biết. Sau giải phóng, có người đã gặp anh ta ở biên hòa. Thế đấy, mấy năm ở 209. Tôi đã qua mấy đời trung đoàn trưởng và chính ủy, nhưng trung tá trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Nhàn thì lại có một thái cực khác. Ông cũng là người rắn giỏi bản lĩnh, thuộc hàng dạ sắt gan vàng, dạn dày binh nghiệp từ thời chống Pháp, nhưng lại điềm đạm, dân dã, dáng dấp của những hai lúa miền Tây. Ông, một người lính từ thời vệ quốc quân, coi bọn lính trẻ chúng tôi như con Lúc này ông cũng đã bằng tuổi bố tôi rồi. Lần đi trinh sát dọc đường Lệ Xuân, Lộc Ninh, hồi tháng 6, ông ấy còn dạy chúng tôi cách đi dép cao su vào mùa mưa trên vùng miền đông đất đỏ này sao cho khỏi tuột quai và trượt ngã. Khi đang mồ hôi nhiều mà phải bơi qua sông thì làm gì để đề phòng chuột rút, vân vân. Bọn tôi là lính mới còn non kinh nghiệm chậm chạp và lỡ ngớ không an toàn khi đi thực địa dọc đường lệ xuân về đồn biên phòng hoa lư lộc ninh lúc này tình hình biên giới đã nóng lên rồi đã có những vụ bắt cóc dân và bắn chết lính biên phòng của ta thì ông lại phăm phăm đi trước cả chúng tôi tác chiến tham mưu và cán bộ các tiểu đoàn còn phải tăng tốc theo ông cho đến khi rảnh ông mới từ tốn phân tích chỉ bảo truyền lại những kinh nghiệm xương máu mà chính trung đoàn trưởng đã trải qua cho lũ chúng tôi nghe và khi xảy ra trận chùa hận tôi đã thấy trong sâu thẳm con mắt của người lính già này đang giấu đi niềm xót thương khi thấy những lính của mình bị hy sinh nhiều và sự độc ác của bọn tốt. ông cứ đi đi lại lại ngoài sở chỉ huy đăm chiêu nhìn theo những chiếc cáng đi qua khi thì ngó sang chùa hận với vẻ mặt đầy uất ức lan man về các thủ trưởng, tôi nghĩ tính nết con người là do tạo hóa sinh ra. Nó muôn màu sắc, dẫu có rèn luyện đi chăng nữa cũng chỉ vơi bớt phần nào thôi. Còn chung quy lại, tất cả những người cán bộ này, tuổi đời tuổi quân có khác nhau nhưng đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy. Còn bây giờ, có lẽ những hồi ức này không ăn nhập với không khí tiến quân đang sôi sùng sục rất khẩn trương của chiến trường nhưng tôi thì lại muốn thư thả chia sẻ những ký ức đã xa lắc xa lơ về những người cán bộ về những người lính để rồi nó cắt nghĩa phần nào và vì sao mà quân đội ta lại chiến thắng được kẻ thù khi giúp những người bạn ca trên một đất nước xa lạ trong một hoàn cảnh lịch sử ngặt nghèo của đất nước trở lại mũi thọc sâu cơ giới 209, sau khi khắc phục mìn cản đường cùng với tăng thiết giáp, với sự có mặt của thiếu tá Trần Cường đã nhanh chóng xuất kích qua đồn biên phòng hình như đồn Phước Tân thì phải, một cái đồn bằng tre nứa với những hầm hào công sự bao quanh nằm khiêm tốn bên mép rừng trong chiến tranh biên giới Tây Nam hầu như tất cả các đồn biên phòng của ta đều là những mục tiêu đầu tiên quân post nhắm đến khi đánh sang việt nam trừ những đồn nó bắt buộc phải tấn công chính diện còn lại thì đều bị nó âm thầm luồn sâu chia cắt bao vây từ phía sau lấy số đông và yếu tố bất ngờ mà đánh chiếm cái đồn biên phòng này cũng vậy nhưng mà dù tình thế ngặt nghèo đồn biên phòng này đã trụ vững mấy ngày liền trong vòng vây đến khi lực lượng phía sau lên giải cứu đồn bây giờ bỏ không ra khỏi đây là một giải đồng bằng tít tắp phía trước là ngã tư nhà thương tay phải nó là đường cụt phía tay trái là con đường sang ngã ba chùa cốc lúc này việc đánh chiếm mục tiêu của hai mũi bên sư chín hầu như đã hoàn thành tại ngã tư nhà thương cũng không còn địch. Có lẽ, trước áp lực hiệp đồng binh chủng đầy sức mạnh của ta, cái chốt nơi cửa nhà của nó đã bị cuốn phăng đi. Mũi tiến quân của 209 rẽ sang trái để sang đánh chiếm ngã ba chùa Cốc. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.